Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phụng Minh Entertainment. Mình xin giới thiệu, mình tên là Tấn Đạt, giáo viên của trung tâm âm nhạc Phụng Minh Entertainment. Thì vì tình hình dịch bệnh căng thẳng cũng như để đáp ứng cái kiến thức của các học viên trung tâm âm nhạc Phụng Minh, thì hôm nay Đạt xin giới thiệu qua cái điệu ballad và một số bài hát ứng dụng của nó. Ok, vậy thì mình vào bài nhé. Ok, bây giờ mình sẽ vào bài tập với điệu ballad cơ bản và mình sẽ ứng dụng vào ca khúc Hơn Cả Yêu, một bài mới của Đức Phúc. Thì Đức Phúc đang hát cái bài này ở trên tông son trưởng. Thì son trưởng là thuộc bổ khóa một số thăng, tức là tất cả các nốt pha trong cái giai điệu của bài hát này đều thăng lên nửa cung. Mình sẽ có nốt pha thăng. Để vào bài tập điệu ballad thì trước tiên mình sẽ phải biết được cái cấu tạo của các hợp âm và cái vòng hòa thanh của nó. Thì cái vòng hòa thanh ở đoạn đầu tiên của bài Hơn Cả Yêu nó sẽ bao gồm 4 hợp âm như sau. Đầu tiên sẽ là hợp âm son trưởng. Hợp âm thứ hai sẽ là hợp âm mi thứ. Hợp âm thứ ba sẽ là hợp âm đô trưởng. Hợp âm thứ tư là hợp âm dê trưởng. Để mình sẽ vào cụ thể hơn, mình giải thích các hợp âm. Thì hợp âm son trưởng, cấu tạo của hợp âm son trưởng sẽ gồm: âm bậc 1 sẽ là âm son, âm 3 sẽ âm si, âm 5 sẽ là âm rê. Tương tự như vậy đối với hợp âm mi thứ, âm gốc 1 sẽ là âm mi, âm 3 sẽ là âm son, âm 5 sẽ là âm si. Hợp âm thứ ba, hợp âm đô trưởng, âm gốc 1 sẽ là âm đô, âm 3 sẽ là âm mi và âm 5 sẽ là son. Hợp âm cuối cùng là hợp âm dê trưởng. Hợp âm dê trưởng bao gồm âm gốc 1 sẽ là âm rê, âm 3 sẽ là âm pha thăng và âm 5 sẽ là la. Vậy là mình sẽ có vòng hòa thanh gồm 4 hợp âm. Rồi sau đây mình sẽ đến từng tay riêng của cho điệu ballad cơ bản. Mình sẽ hướng dẫn trình cho tay trái trước. Thì đối với hợp âm son trưởng, mình sẽ đến bát son và kèm một bát nữa sẽ là bát rê. Rồi thì vì cái ca khúc này sẽ viết trên nhịp 4/4 thì mình sẽ đến với hợp âm son trưởng và mình kéo dài trường độ nó 4 phép. Son 2 3 4. Sau đó mình sẽ chuyển qua hợp âm mi thứ. Mi thì gồm bát mi và bát si, âm 1 và âm 5. Mi 2 3 4. Sau đó mình chuyển qua hợp âm đô, âm gốc 1 và âm 5, bát 1 và 5. 2 3 4. Sau đó mình chuyển qua hợp âm dê trưởng, âm gốc 1 sẽ là rê, 5 sẽ là la. 2 3 4. Ok, vậy là mình đã đến được phần dành cho tay trái. Sau đây mình sẽ hướng dẫn điệu ballad dành cho tay phải. Thì hợp âm son trưởng mình sẽ đến đồng thời son xì rê vang lên một lúc đó. Mình sẽ dậm theo từng nhịp, 4 nhịp thì mình sẽ dậm 4 lần như sau: 1 2 3 4. Sau đó mình chuyển qua hợp âm mi thứ, mi 2 3 4. Chuyển qua hợp âm đô trưởng sẽ là đô 2 3 4. Chuyển qua hợp âm rê trưởng, dê 2 3 4. Ok, vậy là mình đã biết được cách đánh của hai tay trái và tay phải. Bây giờ mình sẽ ghép lại với nhau như sau: son 2 3 4, mi 2 3 4, đô 2 3 4 và rê 2 3 4. Rồi mình sẽ đến chậm lại một lần nữa. Hợp âm son trưởng, son 2 3 4, mi thứ 2 3 4, đô 2 3 4, và âm rê 2 3 4. Cách một cách đơn
đơn giản mình sẽ đến được điệu ballad cơ bản đầu tiên. Sau đây mình sẽ thử ứng dụng đoạn đầu của ca khúc hơn cả nhiều. Em ơi hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong anh. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải. Ok, vậy là mình đã áp dụng được cái điệu ballad cơ bản vào cái đoạn đầu của hơn cả yêu. Thì đối với cách đánh này mình có thể áp dụng rất nhiều, được rất nhiều ca khúc ballad hiện tại của nhạc nhẹ Việt Nam. Hy vọng rằng thì tất cả các bạn đều hiểu và áp dụng được cái cách đánh của mình vào các ca khúc có giai điệu ballad. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.